Được được được, cậu làm nhanh lên. Tôi vốn dĩ còn dự định đem tin tức bán cho những thợ săn kia. Nhiều như vậy, cầm lấy cái này trước đi. Đừng động đậy tên kia. Tiểu tử, cậu là ma pháp sư. Đồ ở trong giường này tuyệt đối không sạch sẽ. Ây ra, hiểu lầm rồi. Hiểu lầm, đừng chặn đường, cút sang một bên. Không ngờ còn có thợ săn đặc biệt chạy đến nơi hẻo lánh của chúng ta. Những tên kia cảm giác không giống như là thợ săn. Đảo đang ra, ở đây không sai được. Mình đã bắt được một vài hơi thở không tầm thường. Vậy bây giờ tôi sẽ đi bố trí phòng tuyến cảnh giác. Đi đi. Ừ, trên đảo sao còn có người? Không phải đều đã đi đến thành bang Bích Hải tị nạn rồi hay sao? Báo cáo Khương đội trưởng. Thông báo sơ tán sớm đã phát đi rồi, nhưng hắn ta lại không muốn rời khỏi đây. Tôi cũng không biết là tại sao. Tôi đi hỏi thử. Nó đến rồi. Là Thái Thản cự nhân. Không hổ danh là tua đại nhân, lại có thể dự đoán trước được sự xuất hiện của nó. Hôm nay nhất định phải bắt được nó. Chờ đã, đội trưởng không ở đây, trận pháp không thể hoàn thành. Chuẩn bị kết trận, quần tinh khốn nguyệt pháp trận. Khương đội trưởng đâu rồi? Hình như là vẫn chưa quay lại. Mọi người cố gắng thêm một chút, đây là thời khắc mấu chốt đấy. Nhiều người như vậy sao? Cái thứ ngu xuẩn không có thuốc chữa như cậu lại để cho Thái Thản cự nhân kia bỏ trốn rồi. Cậu có biết, chỉ cần bắt nó, tôi có thể biết rõ được cả mạch hệ cự nhân của bọn nó, biết rõ được chiến tranh lần này có bao nhiêu cự nhân. Thậm chí chúng ta còn có thể tìm thấy được kẻ đầu sỏ của Lục Nha Thành đảo, còn trả lại sự yên ổn cho Zisser. Có chuyện gì vậy? Tên chó điên tua này lại cắn người nữa sao? Cậu là không hiểu tình hình. Lúc đó trên đảo đang ra, các kỵ sĩ Kim Diệu dùng trận pháp nhốt một Thái Thản cự nhân, chỉ còn thiếu một vòng của tua. Trên đảo còn có nhiều người già như vậy. Khương đội trưởng, tua đại nhân nói ngài lập tức qua đó ngay. Thái Thản cự nhân xuất hiện rồi, cần ngài hỗ trợ chiến đấu. Nhân viên ở đây vẫn chưa rút lui hết, không thể làm chiến trường. Bây giờ cậu đi tìm một pháp sư hệ triệu hoán, nhanh đi đi. Kết quả, làm lỡ thời cơ tốt để tua bắt sống Thái Thản cự nhân. Ồ, thì ra là như vậy. Nhưng mà Thái Thản cự nhân mất rồi còn có thể bắt được, theo như tôi thấy kỵ sĩ này làm cũng không sai. Nhưng mà tua không cho là như vậy, theo như hắn thấy hành vi của Khương Bân, chính là vì chuyện nhỏ làm hư chuyện lớn, đều là vì cậu, cậu mà cũng xứng làm kỵ sĩ Kim Diệu sao? Tôi lập tức sẽ báo lại với Hải Long các hạ, để cho cậu cút khỏi thần miếu Ba Tê Nông. Cậu đừng có quá đáng, ít nhất cậu ta cũng đã cứu được một người già trong thôn. Một con khỉ như cậu thì hiểu cái gì? Trận chiến dịch này có khả năng là bởi vì sai lầm này mà làm tổn thất cả một Lục Nha Thành đảo. Hắn có gánh vác được trách nhiệm này hay không? Được rồi, tua, chuyện này tôi sẽ xử lý. Ừ, đảo đăng ra là vị trưởng quan hành chính nào phụ trách? Bẩm kỵ sĩ trưởng, là thuộc hạ. Quản thúc quan viên dưới trướng của cậu một chút, vừa gặp nguy hiểm thì bản thân đã bỏ chạy trước, thì còn ra thể thống gì nữa. Hội nghị tiếp theo cậu cũng không cần phải tham gia. Lập tức đi đến các thôn, trấn thành, đảo gần đây tổng điều tra một chút, đảm bảo khu vực chiến khu chúng ta dùng ký hiệu màu đỏ đều không có bất cứ cư dân nào, nghe hiểu chưa? Vâng, thuộc hạ sẽ đi làm ngay. Bây giờ bắt đầu. Vâng, chúng tôi đã theo dõi một Thái Thản cự nhân thành niên. Một tháng trước khi Lục Nha Thành đảo bị hủy diệt, nó nhiều lần xuất hiện ở vùng biển gần 50 km, đã từng tập kích qua một thuyền đánh cá, còn vì đói khát mà ăn sạch tất cả động vật và thực vật trên một hoang đảo. Chúng ta gọi nó là bạo thực ra. Đây là tấm ảnh mà người chứng kiến chụp được. Bước đầu phán đoán, tên này chính là hung thủ làm cho Lục Nha Thành đảo bị chìm xuống. Chờ một chút. Một người còn sống sót mà chúng tôi cứu được ở hiện trường, cậu ta chắc chắn bày tỏ nhìn thấy phía sau Thái Thản cự nhân có ma ấn. Mạc Phàm, người sống sót mà cậu nói, hắn ta là một pháp sư hay là một thị dân bình thường? Chúng tôi cũng đã từng hỏi qua hàng trăm người sống sót, trong miệng của bọn họ đều là không nhắc đến ma ấn này. Cậu ta là một thị dân bình thường. Hừ, có lẽ là bị dọa cho thần kinh hỗn loạn rồi chứ gì. Tin những gì cậu ta nói, cậu cũng thật là nhìn xa trông rộng. Kỳ lạ, những người chứng kiến khác lẽ nào không nhìn thấy sao? Hay là nói có nguyên nhân gì khác? Cách này rất hay. Đúng vậy, còn có thể tiết kiệm được thời gian. Ha ha ha, tua, cậu có suy nghĩ gì không? Cách mặc dù là hơi ngốc nghếch, nhưng quả thật có thể tìm thấy được ra hỏa mà các người nói. Cái chuyện vất vả này, cứ giao lại cho các người đi làm. Đợi phát hiện được hướng đi của nó rồi gọi cho tôi sẽ phụ trách săn giết. Được, thế thì cứ sắp xếp như vậy đi. Sau đó tôi cần phải đi về Bắc Ái Kim một chuyến, ở đó có xuất hiện một con bạo huyết Á Long, có lẽ cũng là do Thái Thản cự nhân gây ra. Ở đây làm phiền các vị rồi, chúng tôi sẽ dốc hết sức lực. Mục Bạch, vừa nãy nhìn thấy cậu nghe nghiêm túc ở trên cuộc họp như vậy, là có suy nghĩ gì sao? Ừm, tài liệu của bọn họ quả thật là rất chi tiết, nhưng vẫn thiếu chứng cứ trực tiếp chứng minh bạo thực giả chính là hung thủ của Lục Nha Thành đảo. Phản đối ma pháp sư thần miếu Ba Tê Nông vô năng, chỉ có điều, cho dù nó có phải hay là không, bây giờ Zisser đang nằm ở một trạng thái rất căng thẳng.
có thể thành công săn bắt nó hay không, ít nhất cũng có thể cho dân chúng một lời bàn giao. Cậu nói cũng rất có lý. Vậy chúng ta bắt con thái thản cự nhân này đi, vừa hay còn có thế bồi bổ cơ thể cho cậu. Nhưng mà chúng ta thật sự cũng phải đi ôm cây đợi thỏ sao? Tôi có người của kỵ sĩ đoàn giúp hắn, chúng ta tốt nhất là tìm thấy thái thản cự nhân trước hắn ta. Vừa nãy ở trên cuộc họp bọn họ đã nhắc đến hải hầu quái và hồng anh hoa. Hải hầu quái loại sinh vật này khắp nơi đều có, chúng ta không thể nào đi tìm từng con, cho nên mấu chốt vẫn là hồng anh hoa. Cho tôi chút thời gian, tôi sẽ đi điều tra phân bố sinh trưởng thực vật ở khu vực này. Được, tôi sẽ bảo Linh Linh giúp cậu. À, kết nối được rồi. Linh Linh, bên cô có tiến triển gì không? Trải qua điều tra của tôi, đã tìm thấy 5 điểm tìm đồ ăn của thái thản cự nhân có thể xuất hiện. Ok. Hạ Bách, cậu chắc chắn là cậu nhìn thấy phía sau lưng của tên kia có kiếm thoa ma ẩn chứ? Đúng vậy, chuyện này tôi có cần phải giấu các người hay không? Được, tôi tin cậu. 5 điểm, chúng ta tổng cộng cũng chỉ có 3 người, nếu như có thể nghĩ ra cách thu nhỏ lại phạm vi một chút. Hừ, mọi người đang còn thảo luận vị trí mà thái thản cự nhân xuất hiện sao? Theo như tôi thấy, 3 nơi này đều không có khả năng xuất hiện. Sao cậu biết? Từ nhỏ tôi đã lớn lên ở biển Ái Kim, cũng làm qua công việc ở lâm trường. Khu vực biển Ái Kim này ở đâu có hồng anh hoa sinh trưởng tôi đều biết rất rõ. Trên cái núi hoang này có rất nhiều hồng anh hoa, nhưng ở gần đó nước biển rất là cạn. Thái thản cự nhân với sinh vật lớn của vùng biển này như nhau, đều rất thích hoạt động ở trong những nơi có nước biển sâu. Họ nên khu vực vùng nước cạn này không có khả năng. Sau đó nơi này cũng không có khả năng, thái thản cự nhân cũng không thích rắn. Ở đó đều là rắn đại hải đều từ bên A phía Tây chạy qua chú đông. Còn về nơi thứ ba, các người có lẽ cũng không có đi đến đó khảo sát, sinh trưởng không phải là hồng anh hoa, mà là một loại hoa sơn dã nhìn rất giống với hồng anh hoa. Ừ, xem ra lý luận có nhiều cũng không bằng người bản địa biết rõ. Nếu như đã khóa định được mục tiêu, tiếp theo dễ xử lý hơn rồi. Ha ha ha, cuối cùng chúng ta cũng đợi được rồi. Vẫn là lão đại giỏi, lại tìm thấy nơi tìm kiếm đồ ăn của thái thản lam tinh này. Khí tạng của thái thản cự nhân sẽ thuộc về đoàn thợ săn xích tùng của chúng ta. Nó đã đi vào bẫy rồi. Long Tu Cúc xách trận. Ha ha ha, vùng vẫy vô dụng. Tôi đặc biệt chuẩn bị những thanh mộc tu này đấy. Cho dù thái thản cự nhân có sức mạnh rất lớn, cũng đừng hòng chạy thoát. Hừ, săn bắt một thái thản cự nhân. Vinh dự này có lẽ là đủ để ta trở thành liệt vương rồi đúng không? Tình huống gì đây? Tại sao lại có thêm một con cự nhân? Là thái thản ngân nguyệt. Hoàn toàn là không cùng một cấp bậc. Mọi người chạy trốn nhanh đi. Đáng ghét. Hai chọn một đều chọn sai rồi, may mà đến kịp thời. Là hắn ngắm. Tên này đúng là tàn nhẫn, ở đây đều sắp bị hủy rồi, hành hung xong thì lại muốn bỏ chạy, hỏi qua nắm đấm của ta hay chưa? Liệt quyền, cửu giao. Mặc phàm nó hoàn toàn không thèm quan tâm đến ma pháp hệ hỏa của cậu. Nó mạnh đến mức không dám tin, nó muốn đi, chúng ta e rằng cũng không giữ lại được. Đáng ghét, nếu như tiểu viêm cơ nhà tôi mà ở đây, tôi sẽ khiến cho đầu của nó phải nở hoa. Bây giờ không phải là vấn đề có thể đem thái thản ngân nguyệt này giữ lại hay không, mà là tôi và cậu có thể yên ổn hay không.